Xin chào, alo alo. Xin chào các bạn. Và như hôm trước chúng ta đã cùng chữa với nhau bài số 1 rồi đúng không ạ? Và bài số 2 thì hôm trước mình có hướng dẫn rồi. Thì hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn tiếp theo là bài số 2 ở chương 4 là chương quản trị tài sản cố định ở trong cái tờ photo nhé. Thì đây chính là đề bài, thì chị chiếu lại cho mình được xem. Đây là mặt còn lại. Có một dòng dễ viết thêm ấy, được một ý viết thêm, đó chính là ý 3 là nếu thay nghiệp vụ 1 bằng mua tài sản cố định có nguyên giá bằng 144, thời gian sử dụng là 5 năm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các cái câu ở như mà người ta yêu cầu. Thì đây chính là cái đề bài, thì các em chú ý quan sát nha. Nếu mà mất rồi thì có thể chụp lại màn hình để lấy luôn. Đó. Còn đây là lời giải của bài số 2 này. Chị sẽ chiếu vào đây để cho bọn em nhìn thấy, sau đó thì chị sẽ úp màn hình xuống để chị có thể hướng dẫn cho tốt hơn. Không có thì vừa cầm thế này vừa hướng dẫn nó không được. Nét chưa nhỉ? Hơi mờ. Đây là toàn bộ lời giải nhá. Thì mình cứ làm theo cái quy ước của mình với nhau ấy, là mình sẽ làm theo phương pháp là bóc tách củ hành. Tức là đề bài họ yêu cầu cái gì thì mình sẽ làm theo đúng những cái gì họ yêu cầu. Sau đó là thiếu cái gì thì mình sẽ tính cái đấy. Thì đây là chị đã chiếu hết tất cả các cái lời giải nhá. Thì bây giờ chị sẽ úp xuống để có thể là nói dễ hơn nhá. Thì các em chú ý là theo dõi, sau đó là nhớ là viết cùng luôn nhá. Viết cùng luôn, bởi vì là viết cùng luôn thì mình mới hiểu tốt hơn. Như thế thì khi chị nói đâu thì hãy viết đi cùng đến đấy. Và khi quay như thế này thì có thể là hơi bị nhanh quá hoặc là chậm quá, thì các em có thể là vào một cái đặt đi để cho tốc độ chạy của nó nhanh lên hoặc chậm đi, tùy theo cái khả năng hay là cái nhu cầu, cái tốc độ mình hay bị quên nghe thì có thể là cho tăng lên hoặc giảm đi. Còn nếu mà phần nào mà cảm thấy khó quá ấy, thì có thể là tua đi tua lại nghe ít nhất là 3 lần nhá. Nghe nhất là 3 lần, nếu mà chỗ đấy vẫn chưa hiểu thì Dung và Thủy có thể là inbox chị. Thì bây giờ chị sẽ úp xuống để giới thiệu cho các em nha. Chú ý là phải viết nhá. Ok. Thì cái buổi ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ học với nhau là bài số 2 này. Thì sẽ có hai cái video, một video là chữa đốt bài số 2 và một video hoàn toàn là chữa của chương, nói tiếp về chương số 5 luôn, cũng là chương cuối cùng của môn tài chính doanh nghiệp 1 này. Thì các em chú ý là nghe và theo dõi và viết theo để có thể hiểu hơn, như cũng coi như đây là một buổi học trên lớp bình thường của chúng mình nhá. Thì video 1 này thì mình sẽ là hướng dẫn bài số 2 hôm trước, bài số 2 này nhá. Thì như hôm trước ấy thì mình có giới thiệu với nhau và mình có nói với nhau là bài này nó có dấu hiệu là nó có các cái tỷ lệ khấu hao phần bình quân của năm, phần trăm bao nhiêu trên một năm đó. Thì hay nói khác là nó không cho tỷ lệ khấu hao bình quân. Cho nên cái bài này mình sẽ sử dụng phương pháp tính mức khấu hao theo phương pháp cá biệt. Thì câu số 1 nhá, họ hỏi mình là tính mức khấu hao năm kế hoạch. Thì ở đây mình sẽ thấy là theo đúng công thức của mình học, nhá, thì mình sẽ làm câu số 1, đó chính là về tính mức khấu hao năm kế hoạch. Và bài này mình vừa thống nhất với nhau rồi, đó chính là làm theo phương pháp cá biệt. Thì mình có công thức là mức khấu hao theo phương pháp cá biệt thì sẽ bằng là tổng sigma mức khấu hao y chạy từ 1 đến 12, tức là 12 tháng. Y đấy là chính là biểu cho tháng. Trong đó thì mức khấu hao y nó sẽ bằng là mức khấu hao của y trừ 1 cộng mức khấu hao của tăng của năm y, à tháng y, trừ đi mức khấu hao giảm của tháng y. Thì ở bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đi tìm mức khấu hao của tháng 1, chính là m khấu hao 1. Thì ở đây mình thấy là ở đây là để bài họ không cho cái
dự kiện gì của tháng 1 cả, mà họ lại cho ở cái phần là biết mức chức khấu hao tháng 12 năm báo cáo là 120. Điều đó chứng tỏ rằng là cái mức khấu hao của tháng 12 năm báo cáo chỉ bằng 120, mà tháng 12 năm báo cáo tức là cuối cái năm trước thì nó sẽ bằng là mức khấu hao của đầu năm nay, tức là bằng mức khấu hao của tháng thứ 1 của năm kế hoạch. Chính vì thế là mình có mức khấu hao 1 bằng mức khấu hao của tháng 12 năm kế hoạch và bằng là 120 nhé. Sau tháng thứ 1 thì tiếp theo là mình sẽ cần đến tính của mức khấu hao tháng thứ 2. Thì mức khấu hao của tháng thứ 2 này nó sẽ bằng là mức khấu hao của tháng thứ 1 cộng mức khấu hao tăng của tháng 2 trừ đi mức khấu hao giảm của tháng 2. Thì chúng ta thấy rằng là mức khấu hao của tháng 4 sẽ bằng 120 nhá. Mà ở đây ý, thì các bạn nhìn vào đề bài ý, thì mình sẽ thấy là họ nói là tháng 2 mua một tài sản cố định có nguyên giá bằng 144, tỷ lệ khấu hao là 12% một năm. Thì ở bài này họ nói là mua một tài sản cố định, tức là tài sản cố định này nó sẽ tăng lên. Mà tài sản cố định tăng lên thì tức là mình cũng sẽ cái mức trích khấu hao của mình cũng sẽ phải tăng lên. Chính vì thế là mình sẽ bằng là 120 này cộng với cả 144 này nhân 12% trên 12 để ra cái tỷ lệ khấu hao theo tháng ấy. Bởi vì họ cho là 12% một năm thì mình phải chia cho 12 để ra tháng. Và bài này là không có yếu tố gì liên quan đến giảm mức khấu hao cả, cho nên sẽ là trừ 0 và 121,44 nhé. Tiếp theo, tương tự như thế thì đối với tháng thứ 3. Ở đây thì tháng thứ 3 này họ lại không cho một cái sự kiện gì cả, cho nên nhưng mà mình vẫn sẽ cứ tính là theo cái công thức bình thường thôi. Thì là mức khấu hao của tháng 3 sẽ có mức khấu hao của tháng 2 cộng mức tăng tháng 3 trừ đi giảm tháng 3. Tuy nhiên bài này họ lại không cho tăng giảm của tháng 3, cho nên cái tăng giảm này nó sẽ bằng 0. Và từ đó là mình sẽ thấy được rằng là cái mức khấu hao của tháng 3 này sẽ bằng mức khấu hao của tháng 2 và bằng 121,44 luôn. Thì hôm trước là mấy đứa cũng có thắc mắc ấy, thì chị cũng có trả lời là nếu mà tháng nào họ không cho dữ kiện gì thì tức là nó sẽ bằng với cả cái mức khấu hao của tháng trước đó. Tuy nhiên khi trình bày thì mình cần phải chú ý là cái mức khấu hao của tháng sau ấy thì mình phải viết trước. Ví dụ như mức khấu hao của tháng 3 thì phải bằng mức khấu hao của tháng 2, chứ mình không được phép viết ngược lại là mức khấu hao của tháng 2 bằng mức khấu hao của tháng 3. Về mặt số học thì nó hoàn toàn là như nhau. Tuy nhiên về mặt bản chất, theo đúng công thức mình học thì cái mức khấu hao y sẽ có mức khấu hao của y trừ 1 cộng tăng y trừ giảm y. Chính vì thế là mình phải viết mức cái khấu hao của năm y trước mức khấu hao năm y trừ 1. Chính vì thế là ở đây mình viết mức khấu hao của tháng 3 bằng mức khấu hao của tháng 2, chứ mình không viết ngược lại là mức khấu hao của tháng 2 bằng mức khấu hao của tháng 3 bằng 121,44. Đấy là điều chú ý nhé. Tiếp theo mình sẽ đến tháng thứ 4. Thì sang tháng số 4 thì công thức hoàn toàn tương tự như thế, cho nên là bây giờ thì mình sẽ giải thích về số liệu cụ thể luôn. Mức khấu hao tháng 4 so với mức khấu hao của tháng 3 là bằng 121,44 cộng tăng tháng 4 trừ giảm tháng 4. Thì ở cái tháng 4 này họ cho dữ kiện như sau. Họ nói là tháng 4 đem một số máy móc thiết bị sản xuất đã mua được 1 năm nhưng chưa sử dụng đi góp vốn liên doanh có nguyên giá là 360, tỷ lệ khấu hao là 12% một năm. Thì cái bài số 4 này thì mình chú ý là ở đây họ nói là đem một số máy móc đã mua được 1 năm nhưng chưa sử dụng đi góp vốn liên doanh, tức là khi mình mang đi góp vốn liên doanh ý, thì cái mức khấu hao của mình sẽ giảm đi. Chính vì thế là mình sẽ cần phải trừ đi nguyên giá là 360 nhân với cả 12% trên 12. Từ đó là mình sẽ tính ra được là mức khấu hao tháng 4 sẽ là 117,84 nhé. Đó là sau mức khấu hao của tháng 4. Tiếp theo là mình sẽ cần phải tính được mức khấu hao của tháng số 5. Thì mức khấu hao của tháng số 5 này ấy, họ nói là doanh nghiệp dự kiến cho thuê hoạt động một số tài sản cố định. Đó. Thì mình chỉ cần nghĩ về cái chữ là cho thuê hoạt động tài sản cố định thôi ấy, thì mình đã có thể xác định được là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mức khấu hao cả. Như cái chú ý hôm trước mình có học ấy, cho nên là các bạn nhớ, rất là cần phải nhớ luôn. Đó chính là mình cần phải bắt buộc phải nhớ những cái chú ý của chương số 4 này. Bởi vì chương số 4 này, những cái chú ý đấy là những cái chú ý hay gặp nhất nếu có.
Và nếu không chắc được những chú ý đấy thì các bạn rất có thể là sẽ sai hoàn toàn hết cái bài đó luôn nhá. Thì đấy là cái chú ý. Đây là xong bài số mức khóa tháng 4 nhá. Thì tháng số 5 này thì mình họ không là gì, tức là nó sẽ thì mức khóa tháng 5 sẽ bằng mức khóa của tháng 4 thôi. Tiếp theo là đến mức khóa của tháng 6 họ không nói gì cả. Thì tức là mức khóa của tháng 6 này sẽ bằng mức khóa của tháng 5. Tiếp theo là tháng 7, họ nói là tiến hành sửa chữa lớn một tài sản cố định có nguyên giá 190, tỷ lệ khấu hao là 8% một năm. Thì sửa chữa lớn này nó cũng sẽ không làm thay đổi cái mức khấu hao gì hết. Thì như hôm trước mình có nói là ở phần chú ý, mình có nói là chỉ khi hiện đại hóa hoặc là sửa chữa lớn nâng cấp tài sản cố định thì lúc đấy mình mới ảnh hưởng đến mức khấu hao. Còn nếu mà họ chỉ nói là sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ thôi thì lúc đấy mình sẽ không ảnh hưởng gì cả. Thì tương tự như thế, tháng 8, tháng 9, tháng 10 họ không nói gì hết. Cho nên là tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì nó cũng chính bằng tháng 7 luôn. Tuy nhiên thì từ đó mình có thể thấy rằng là mức khấu hao của tháng 10 bằng mức khấu hao của tháng 9, bằng mức khấu hao tháng 8, bằng mức khấu hao tháng 7, bằng mức khấu hao tháng 6, bằng mức khấu hao tháng 5, bằng mức khấu hao tháng 4 và bằng 117,84. Thì các bạn chú ý là phải viết theo đúng thứ tự là cái sau phải đứng trước, cái trước thì phải đứng sau. Ở đây mình sẽ viết tháng 10 bằng tháng 9, tháng 8, tháng 7, tháng 6, tháng 5, tháng 4. Chứ mình không viết là tháng 4 bằng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Như thế là sai bản chất nhá. Đấy chứ nhờ. Khi nói này thì có thể là hơi bị nhanh, cho nên là mình đứa là chú ý là sẽ ghi lại, ghi lại tôi đi tôi lại để sao cho hiểu rõ nhất nhá. Tiếp theo là mình sẽ cần tính được mức khấu hao của tháng 11. Thì tháng 11 ở đây nhá, thì họ nói là hiện đại hóa một dây chuyền công nghệ làm tăng thêm giá, càng làm tăng thêm giá là 96, tỷ lệ khấu hao 12% một năm, đã trích là 70. Thì cái đã trích là bao nhiêu mình không quan trọng, bởi vì nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến cái khấu hao lũy kế thôi. Thì cái mình cần chú ý ở đây đó chính là tháng 11 họ nói là hiện đại hóa này. Hiện đại hóa mà họ nói là làm tăng thêm giá là 96. Thì đó, điều đó chứng tỏ rằng là nó làm tăng giá trị của tài sản cố định lên. Nó tăng tài sản cố định lên chứng tỏ cũng tương tự như mua thôi. Thì mình sẽ cần phải trích mức khấu hao của phần tăng đấy. Cho nên là mức khấu hao của tháng 11 này là sẽ bằng mức khấu hao của tháng 10 là bằng 117,84 cộng mức khấu hao tăng là bằng 96 nhân 12% trên 12 ra mức khấu hao tháng và trừ đi 0, từ đó mình tính được bằng 118,8. Và cuối cùng là đến tháng 12, họ nói là nhượng bán một tài sản cố định dự trữ trong kho có nguyên giá là 234, tỷ lệ khấu hao là 9% một năm. Thì ở đây họ nói là nhượng bán, nhượng bán tức là sẽ giảm đi đúng không ạ? Cho nên tháng 12 này nó sẽ bằng là mức trích khấu hao tháng 11 là 118,8 trừ đi mức khấu hao giảm của tháng 12 chính là bằng 234 nhân 9% trên 12 và bằng là 117,045. Từ đó mình sẽ tính được là cái mức khấu hao ấy, mình sẽ tính được bằng là tổng của 12 tháng đúng không ạ? Bởi vì cái công thức tính mức khấu hao của mình sẽ bằng là tổng sigma y chạy từ 1 đến 12 của mức khấu hao y. Y đây chính là số tháng. Và hôm trước thì mình cũng có một cái chú ý là khi trước khi bấm máy tính cần phải đếm xem đã đủ 12 tháng chưa. Thì đủ 12 tháng chưa ở đây thì chính là liên quan đến cái số thôi, số lượng tháng. Thì các bạn ở đây sẽ thấy là mức khấu hao ấy sẽ bằng là 120 là của tháng số 1 nhé, cộng 121,44 nhân 2 tức là của tháng 2 và tháng 3 và cộng với tháng 117,84 tức nhân với 7 tức là 7 tháng từ tháng 4 đến hết tháng 10. Sorry. Và cuối cùng mình sẽ cộng với 118,8 là mức khấu hao của tháng 11 và cộng với 117,045 là mức khấu hao của tháng 12. Khi đấy mình sẽ đếm nhé, đếm như thế nào ạ, và chú ý nó sẽ như thế nào ạ. Thì cái chú ý đây nó có nghĩa là 120 là 1 này, cộng 121,4 nhân 2 là 3 đúng không? 3 cộng 7 là 10, 10 cộng 2 nữa là thành 12, tức là đủ 12 tháng rồi. Khi đó mình mới cộng lại, thì từ đó là mình cộng lại, mình sẽ ra được phép tính kết quả bằng 1423,605. Thì đó là kết quả của câu số 1 là tính mức khấu hao năm kế hoạch. Thì câu số 1 này thì mình cần chú ý điều sau. Thứ nhất
là phương pháp khấu hao là phương pháp cá biệt dấu hiệu nhận biết. Thứ hai là khi tính mức khấu hao thì mình chú ý là cần phải viết theo đúng bản chất, là viết mức khấu hao y trước mức khấu hao của y trừ một. Ví dụ như mức khấu hao tháng 5 thì phải bằng mức khấu hao tháng 4, chứ không thể viết là mức khấu hao tháng 4 bằng mức khấu hao tháng 5 được. Và một cái chú ý nữa đó chính là khi tính tổng thì mình cần phải là đếm đủ xem 12 tháng chưa, sau đó mới cộng lại, không có thì nó sẽ bị sai. Có thể là không sai nhưng mà nhiều trường hợp bị thiếu chẳng hạn, thì như thế là một cái sai lầm, sai sót không đáng có. Cho nên là phần này mình cần chú ý ở cái điều đấy. Tiếp theo là mình sẽ đến câu số 2. Thì có thể là câu số 1 này các bạn chưa hiểu thực sự rõ lắm thì hãy là tua đi tua lại hoặc là cho tốc độ chậm lại để mình có thể nghe rõ hơn nhé. Thì đến câu số 2 này mình học là hiệu suất sử dụng tài sản cố định 5 kế hoạch. Thì hiệu suất sử dụng tài sản cố định ấy, thì theo công thức của mình đúng không nhỉ? Các bạn dựa lại từ công thức nhé, xem công thức của hiệu suất tài sản cố định bằng bao nhiêu nha. Ở cái tờ công thức mà mình có nói với nhau buổi hôm trước ấy, được chưa? Thì hiệu suất sử dụng tài sản cố định, công thức nó sẽ bằng là doanh thu thuần chia tài sản cố định bình quân. Chú ý là phải tài sản cố định bình quân nhé, chứ không phải là tài sản cố định đâu. Ví dụ như là nó có cả tài sản lưu động nữa thì cũng phải cộng tài sản lưu động bình quân ở chương số 5. Thì bài này cho biết là doanh thu thuần cả năm dự kiến họ cho biết rồi, khoảng 31.500 là họ đã cho biết rồi nhé. Bây giờ đấy là mình có tử và mẫu thì tử biết rồi này, bây giờ mình còn thử mẫu thôi. Đó chính là tài sản cố định bình quân sẽ bằng là tài sản cố định đầu cộng tài sản cố định cuối chia 2. Đầu đây là đầu kỳ và cuối ở đây là cuối kỳ nhá. Thì bây giờ mình sẽ theo lần lượt thôi, thì với gì thì mình sẽ làm cái đó theo đúng phương pháp bóc tách cổ hành của mình với nhau. Thì hôm nay á, nó không khó nhưng tuy nhiên là mình cần phải cách thức trình bày sao cho mình dễ nhớ công thức nhất. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ học theo là phương pháp bóc tách cổ hành. Biết hoài là luôn gần với cái tên là bóc cổ hành, đi từ bản chất đi ra, đi từ tổng quan về cụ thể. Đó. Thì ở đây nha, cái tài sản cố định đầu thì công thức sẽ bằng là nguyên giá đầu trừ đi khấu hao lũy kế đầu cộng chi phí xây dựng cơ bản đầu. Thì ở đây nguyên giá đầu ấy thì chúng ta sẽ cần đọc ở cái phần, các bạn nhìn vào đề bài nhé, ở cái phần năm báo cáo ấy, các bạn ngửi được chưa ạ? Trang 16 á. Cái phần là năm báo cáo họ cho biết là số liệu tổng kết tài sản ngày 31 tháng 12 như sau. Thì họ nói là nguyên giá tài sản cố định là 15.800. Thì 15.800 đây chính là cái nguyên giá đầu. Và khấu hao lũy kế đầu họ cũng cho luôn là bằng 18. Và đây là 1.800 nhé. Thì sẽ là 1.800 nguyên giá và chi phí sự cơ bản đầu, bài này họ không nói gì cả, tức là bằng 0. Từ đó là mình tính được tài sản cố định đầu bằng 15.800 trừ đi 1.800 và kết quả bằng 14.000. Đấy là xong tài sản cố định đầu. Tiếp theo là đến tài sản cố định cuối. Tài sản cố định cuối công thức là gì nhỉ? Công thức là gì nhỉ? Các bạn xem lại công thức nha. Nếu mà chưa nhớ thì lật lại công thức, còn nhớ rồi thì viết ra luôn. Đó, thì khi mình học như thế thì mình phải có sự tương tác nhá, thì mình sẽ học tốt hơn, chứ mình không nên nghe một cách thụ động. Thì tài sản cố định cuối ở đây nó sẽ bằng là nguyên giá cuối trừ đi khấu hao lũy kế cuối cộng chi phí xây dựng cơ bản cuối. Thì nguyên giá cuối đây nó lại bằng gì? Nguyên giá cuối nó bằng là nguyên giá đầu cộng với cả nguyên giá tăng trừ nguyên giá giảm. Thì nguyên giá đầu vừa nãy mình vừa mới nói với nhau rồi, nó bằng 15.800. Bây giờ nguyên giá tăng thì nó gồm có những cái nào ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái sự kiện đề bài họ cho nhé. Thì ở đây này, và chú ý hôm trước mình vẫn còn nói chú ý với nhau ấy, là khi mình làm nguyên giá tăng thì mình chỉ cần quan tâm đến cái tăng thôi, còn cái giảm mặc kệ đó. Vì lát nữa mình dùng mình sẽ lấy sau. Thì nguyên giá tăng ở đây mình sẽ thấy là tháng 2 họ nói là mua đây, mua sẽ là tăng thì mình sẽ là cộng 144 này. Tháng 4 họ nói là tháng 4 góp vốn giảm liên quan. Tháng 5 họ nói là thuê hoạt động không ảnh hưởng gì. Tháng 7 tiến hành sửa chữa lớn không ảnh hưởng gì. Tháng 11 nhá, họ nói là hiện đại hóa và làm tăng thêm giá trị
đây là tăng thêm giá trị nhé, mình xin lỗi là thiếu giá trị đó, thì sẽ là cộng với cả 96 này. Sau đó là mình sẽ, đấy là hết tăng rồi nhé, từ tháng 12 đến mức bán là giảm rồi. Thì bây giờ là đến trừ đi có hao tiền giảm thì nó sẽ gồm có gì? Thì mình sẽ nhìn vào tháng 4 nhé. Tháng 4 họ nói là đem một số máy móc thiết bị đã mua được một năm nhưng chưa sử dụng đi góp vốn kinh doanh. Đi góp vốn là sẽ giảm đúng không ạ? Giảm thì nguyên giá sẽ là 360. Giảm sẽ là 360. Nguyên giá giảm sẽ là... Ở đây, họ nói là đã đi góp vốn thì là cái nguyên giá của mình sẽ giảm đi là giảm 360 này. Và tiếp theo là đến tháng số 12, họ nói là nhượng bán một tài sản cố định dự trữ trong kho, nguyên giá là 234. Nhượng bán tức là tài sản cố định để sẽ giảm đi, chính vì thế là sẽ trừ đi 360, đóng một ngoặc nhé, cộng 234. Và từ đó là mình sẽ tính ra được kết quả là bằng 15,46. Thì các bạn chú ý nghe và theo dõi nhé. Thì sau đó là mình sẽ chụp ảnh và comment vào cái phần bình luận ở YouTube này. Thì các bạn có thể là kéo xuống để xem cái ảnh đó, phần giải nhé. Tiếp theo, hoặc là nếu mà lát nữa mình sẽ up lên, nếu mà không up được thì các bạn hãy vào cái album ảnh của mình là các bạn có thể vào từng album của mình là Thu Hoài, các bạn có thể tìm theo nick là Nguyễn Thu Hoài 256@gmail.com. Khi đó các bạn hãy vào album ảnh của mình, có album là giải bài tập tài chính doanh nghiệp 1, thì ở đó nó sẽ có phần giải của bài này. Thì đó là mình đã tính được mức cái nguyên giá cuối rồi. Thì bây giờ cái khấu hao lũy kế cuối mình sẽ tính là nó sẽ bằng là khấu hao lũy kế đầu cộng khấu hao lũy kế tăng trừ đi khấu hao lũy kế giảm. Thì khấu hao lũy kế đầu hồi nãy mình vừa nói với nhau ở phía trên rồi, đề báo cho là bằng 1.800 đúng không ạ? Tiếp theo là nó sẽ phải cộng với cả mức khấu hao lũy kế tăng. Thì hôm trước mình cũng có nói với nhau rồi ấy. Thì là cái khấu hao lũy kế tăng này nó bản chất thì nó sẽ là bằng cái mức khấu hao luôn. Tuy nhiên là không được phép viết cái mức khấu hao vào, là mình chỉ ngầm định nó là cái mức khấu hao thôi. Thì mình sẽ cộng 1423,65 vào, sau đó là trừ đi cái mức khấu hao lũy kế giảm. Thì mình có một cái chú ý là có bao nhiêu cái nguyên giá giảm thì có bấy nhiêu cái khấu hao lũy kế giảm về mặt số lượng đúng không ạ? Thì ở đây là mình thấy có tháng 4 họ nói là đem một số máy móc thiết bị đã mua được 1 năm nhưng chưa sử dụng. Thì các bạn chú ý là mua tài sản cố định về thì dù sử dụng hay chưa sử dụng thì chúng ta vẫn phải chiết khấu hao bình thường. Mà thì họ nói là mua được 1 năm rồi cho nên là cái tỷ cái khấu hao lũy kế của nó đã là 1 năm. Thì từ đó là mình sẽ lấy là trừ đi 360 nhân 12% vì đã mua được 1 năm. Và tiếp theo là tháng 12 là thanh lý, họ nói là có số khấu hao tính đã trích là 70. Đã trích tức là họ đã khấu hao lũy kế rồi, tức là mất rồi. Thì đó chính là cái phần khấu hao lũy kế nhé. Thế trời sẽ là cộng với cả 70. Vì đó là mình tính ra được bằng là 3110,405 nhé. Thì mình không chắc là số liệu mình tính có đúng không, tuy nhiên là phương pháp chắc chắn đúng, có thể là bị sai số thôi, thì các bạn chú ý là bấm máy tính lại nhé. Thì bây giờ mình đã có tài sản cố định, có nguyên giá cuối, khấu hao lũy kế cuối và xây dựng cơ bản cuối này để báo không cho, cho nên mình sẽ ngầm hiểu là nó bằng không. Từ đó là mình sẽ tính được tài sản cố định cuối bằng nguyên giá cuối là 15,46 trừ đi khấu hao lũy kế cuối bằng 13110,405. Từ đó tính được cái tài sản cố định cuối bằng là 13,005,595 thì phải. Sau khi đã có tài sản cố định đầu và tài sản cố định cuối thì mình sẽ tính được tài sản cố định bình quân bằng đầu cộng cuối trên 2, thì đó tính ra được bằng 13,167,7975. Khi đã có doanh thu thuần rồi, có tài sản cố định bình quân rồi thì chúng ta sẽ tính được hiệu suất tài sản cố định bằng 31500 chia cho 311367,7975, từ đó tính được bằng 2,3922 nhé. Thì bởi vì bài này nó trên 1 rồi cho nên mình sẽ để dấu phẩy luôn. Còn nếu mà nhỏ hơn 1 thì mình sẽ để đơn vị là phần trăm nhé. Được chưa? Bởi vì là khi quay này mình sẽ phải quay liền luôn cả 3 phần với nhau ấy. Cho nên là nếu mà phần nào chưa rõ thì các bạn hãy nghe lại phần đấy trước khi sang phần mới. Ví dụ như bài này mình sẽ cần nghe phần 1 trước, hiểu phần 1 rồi thì mình sẽ nghe đến phần số 2,
sau đó phần số 2 rồi thì tiếp theo mình sẽ ghi phần số 3 sau đây nhé. Thì các bạn nhìn lại một chút đi ạ, các bạn nhìn lại khoảng 1 phút ạ. Thì sau đó là mình sẽ nói tiếp với phần số 3. Dung Thủy chú ghi lại nhé. Chú ghi lại thì nào không hiểu thì comment cho chị inbox. Và có thể là chúng ta sẽ có một cái buổi là video call luôn, gọi video qua FaceTime để mình có thể là trao đổi với nhau dễ hơn nhé. Thì hai đứa cứ đọc trước đi, sau đó là thắc mắc gì thì hôm đó là mình sẽ qua FaceTime. Bây giờ đến câu số 3 nhé. Câu số 3 họ nói là nếu thay như vậy. Nào, câu số 3 là nếu thay nghiệp vụ 1 bằng mua tài sản cố định có nguyên giá 144, thời gian sử dụng là 5 năm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thì ở đây là bản chất của nó vẫn là tính mức khấu hao bình thường thôi. Tuy nhiên là cách dùng từ và cách diễn đạt của họ lại khác. Họ không cho cái phần trăm mức khấu hao bình quân của 5 mà họ lại cho mình là cái thời gian sử dụng. Thì đối với những cái bài như thế này thì mình sẽ mặc định là làm theo phương pháp bình quân nhé. Thì cho nên là nếu mà thay như vậy thì cái mức khấu hao của tháng 2 này nó sẽ bằng là mức khấu hao của tháng 1 là 120, có mức khấu hao tăng của cái tháng đấy. Thì bởi vì là tổng nguyên giá là 144 này, họ nói là 5 năm mà mình đang tính mức khấu hao tháng, cho nên là mình phải chia cho 5 năm, 1 năm lại có 12 tháng, phải nhân với 12 tháng. Từ đó là mình sẽ tính ra được cái mức khấu hao của tháng 2 sẽ bằng 120 cộng 144 chia cho 5 năm nhân 12 tháng. Cái 5 năm và 12 tháng ở đây là mình viết để cho các bạn dễ hiểu. Còn khi trình bày thì mình chỉ viết là 144 chia 5 nhân 12 thôi nhé. Từ đó mình sẽ tính được bằng 122,4. Thì đó, thì đối với cái thay nghiệp vụ này thì nó chỉ bị ảnh hưởng của cái mức khấu hao một xíu như vậy thôi. Vì họ cho sử dụng thời gian sử dụng là 5 năm. Bây giờ mình tính mức khấu hao tháng thì phải chia cho 5 nhân 12 tháng. Còn các bước còn lại thì vẫn làm tương tự như cái ý số 2 nhé. Thì đó là toàn bộ cái phần hướng dẫn của bài số 2 này. Thì ở chỗ số 4 này như mình có trao đổi với nhau ấy, thì là nó sẽ có hai bài điển hình nhất. Đó chính là bài 1 và bài 2 này. Cho nên là Dung Thủy và các bạn chú ý là khi ở ôn cái chương này cũng như là ôn thi và ôn kiểm tra các kiểu thì chú ý là phải thật nắm thật chắc và hiểu bản chất của hai bài này. Sau đó hãy làm những bài khác nhé. Vì những bài khác thực ra là nó vẫn như vậy thôi, nó chỉ là diễn đạt theo một cách khác thôi. Và chắc chắn những bài khác nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thì đây là kết thúc ở chương số 4 luôn. Thì sau khi mình có dễ chương 5 thì mình sẽ có rất là một đề thi mới nhất trong tháng 10 vừa rồi, tháng 10 năm 2017. Thì khi đó thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Còn ngày hôm nay đang là ngày 20 tháng 11 năm 2017, là một ngày rất là đặc biệt. Mình ngồi đây và mình quay một mình. Thế nha, chú ý nghe lại nha. Bye bye. Và chuẩn bị nghe tiếp chương số 5 nha. Bye bye.